Đến Bắc Kinh bạn nhất định phải thăm các cửa hàng trung tâm đá quý ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh nổi tiếng với lịch sử, truyền thống về khảm tác đá quý và có rất nhiều loại đá quý ở đây. Các nghệ nhân ở đây cũng rất là tuyệt vời, chế tạo ra những sản phẩm rất tinh xảo. Cũng là từ đá nhưng cảm giác như tấm đá mỏng tang có thể tan ra trong mây gió, bay lên không trung được. Giá cả cũng rất hợp lý. Bạn hãy đến trải nghiệm, ngắm nghía và mua cho mình một món đồ về làm quà lưu niệm nhé.